tục khẳng định vị trí dẫn đầu ngành lọc nước điện giải ion kiềm tại Việt Nam, Tập đoàn Thế giới Điện giải liên tục mở rộng hệ thống trên toàn quốc. Showroom Thế giới Điện giải chi nhánh Bình Dương vừa được khai trương vào ngày 11 tháng 7 tại số 214 Thích Quảng Đức, phường Phú Cường, thành phố Thủ Dầu Một, tỉnh Bình Dương. Thế giới Điện giải là chuỗi máy lọc nước điện giải ion kiềm có quy mô và chất lượng số 1 châu Á, sẽ mang đến cho người dân Bình Dương những trải nghiệm mua sắm và dịch vụ máy lọc nước chuẩn quốc tế như tại các nước tiên tiến như Nhật Bản, Hàn Quốc, Mỹ, Đức, v.v. Showroom mới tại thành phố Thủ Dầu Một, Bình Dương là showroom trải nghiệm thuộc hạng premium của Tập đoàn Thế giới Điện giải. Tại đây, phân phối chính hãng các thương hiệu máy lọc nước điện giải ion kiềm đạt chuẩn thiết bị y tế từ Nhật Bản như Panasonic, Fuji Smart, Mitsubishi, Team, Import, v.v. Các sản phẩm lọc nước uống làm giàu khoáng từ Đức, các sản phẩm lọc nước cho biệt thự và các sản phẩm máy tắm onsen khoáng quý từ Nhật Bản. Đặc biệt, chi nhánh mới sẽ đáp ứng cơn khát của hàng triệu người dân Bình Dương về việc mua sắm máy lọc nước ion kiềm chính hãng, tối ưu riêng cho nguồn nước Việt Nam. Người tiêu dùng sẽ không còn phải mua các sản phẩm máy lọc nước ion kiềm nội địa Nhật, không phù hợp với nguồn nước ô nhiễm phức tạp tại Việt Nam và không được bảo hành, không được chăm sóc dịch vụ chuẩn. Chúng tôi mang đến các sản phẩm máy lọc nước ion kiềm chính hãng được tối ưu riêng cho nguồn nước của Việt Nam. Chúng tôi mong muốn chấm dứt tình trạng máy nội địa Nhật Bản đang tràn lan trên thị trường, không phù hợp với các nguồn nước Việt Nam và gây ảnh hưởng đến sức khỏe người tiêu dùng. Điều tạo nên sự khác biệt của Thế giới Điện giải trên thị trường đó chính là mang tinh hoa văn hóa Nhật Bản để nâng tầm ngành lọc nước Việt Nam. Uống nước ion kiềm và tắm onsen suối khoáng nóng là hai biểu tượng văn hóa sống khỏe của người Nhật từ thời xa xưa. Máy điện giải tạo nước ion kiềm và máy tắm onsen chính là những dòng sản phẩm chiến lược của Thế giới Điện giải và được hàng triệu người Việt tin dùng trong hơn 5 năm qua. Máy lọc nước điện giải ion kiềm và máy tắm onsen là hai phát minh vĩ đại của các nhà khoa học Nhật Bản để lan tỏa văn hóa sống khỏe của người Nhật ra khắp toàn cầu. Nước ion kiềm tại Nhật Bản được chính phủ Nhật Bản khuyên dùng và máy lọc nước ion kiềm được công nhận là thiết bị y tế. Người dân Nhật chú trọng loại nước uống này nên chọn ngày 11 tháng 7 làm ngày nước ion kiềm. Theo cách chơi chữ của người Nhật, 0711 có ý nghĩa là nước tốt cho bụng. Đây là ngày người dân Nhật cùng khuyến khích nhau sử dụng loại nước uống tốt này để bảo vệ và giữ gìn sức khỏe. Nhu cầu máy lọc nước hiện đại chăm sóc sức khỏe ở các khu đô thị lớn của Việt Nam ngày càng tiềm cận với các cường quốc công nghệ. Máy lọc nước không chỉ lọc nước sạch mà còn đạt chứng nhận thiết bị y tế, phải là nước tốt giúp bảo vệ sức khỏe, nước được ion hóa, có tính kiềm pH 8.5 đến 9.5, giàu hydro chống oxy hóa mạnh và giàu khoáng chất điện giải thiết yếu như magie, kẽm, canxi, natri, kali, v.v. Đặc biệt, máy lọc nước hiện đại phải được tích hợp những công nghệ thông minh AI tiên tiến như màn hình cảm ứng thông minh, giọng nói tiếng người, tạo được 5 đến 12 loại nước, tự động vệ sinh, tự động phân tích và tối ưu chất lượng nước, điều chỉnh được nhiều mức dung tích và nhiệt độ, v.v. Lúc trước tôi có mua máy lọc nước ion kiềm, hàng nội địa xách tay và không được bảo hành. Và rồi sau đó tôi biết đến Thế Giới Điện giải có bán những sản phẩm máy lọc nước ion kiềm hàng chính hãng và dịch vụ bảo hành quốc tế, nên tôi an tâm sức khỏe của mình. Tập đoàn Thế Giới Điện giải là doanh nghiệp uy tín lâu đời trong ngành và có tiền thân là dự án sức khỏe phi lợi nhuận người bệnh từ năm 2009. Tập đoàn là đối tác chiến lược tại thị trường châu Á của 14 tập đoàn đa quốc gia nổi tiếng của Nhật, Đức, Mỹ, Hàn và là đơn vị được nhiều bác sĩ nổi tiếng hàng đầu Việt Nam đồng hành. Thế Giới Điện giải có hệ thống bán hàng lớn nhất trong ngành, trải rộng khắp 3 miền và sở hữu nhiều trung tâm trải nghiệm Experience Center mang tầm quốc tế. Đặc biệt, Thế Giới Điện giải cũng là đơn vị duy nhất sở hữu các trung tâm bảo hành được ủy quyền chính thức từ nhà sản xuất, đảm bảo chất lượng dịch vụ chuẩn quốc tế.